Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kiều Oan, đến từ Biên Độ Trường Trung học Cơ sở Ngô Thế Long, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa quý vị, các thầy cô giáo cùng các bạn đội viên thân mến, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2020, Biên Độ Trường Trung học Cơ sở Ngô Thế Long đến với cuộc thi thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ. Mình xin giới thiệu một nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ, đó là đền tưởng niệm liệt sĩ huyện Quảng Điền. Thưa quý vị, Quảng Điền là một huyện phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có con sông Bồ uốn quanh, có phá Tam Giang hiền hòa thơ mộng, nổi tiếng với nghề truyền thống mây tre đan, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nơi đây là mảnh đất sản sinh ra nhiều tướng tài, nhiều văn nhân yêu nước dưới các triều đại khác nhau. Trong hai cuộc trường chinh chống Pháp, chống Mỹ cứu nước đã nổi lên hình ảnh những người con ưu tú, những nhà cách mạng trung kiên, nhà thơ lỗi lạc mà tiêu biểu là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà cách mạng, nhà thơ Tố Hữu. Trong lịch sử, đất nước ta đã không biết bao lần đối diện với giặc ngoại xâm, lớp lớp người dân đã bỏ ruộng cày, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng lên đường bảo vệ nền độc lập, bảo vệ từng cột mốc biên giới, từng tấc đất quê hương. Huyện Quảng Điền là mảnh đất gánh chịu sự tàn phá ác liệt trong chiến tranh, đã có biết bao người dân, chiến sĩ ngã xuống, xương máu của các anh thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương. Và hôm nay đây, khi hòa bình lập lại, để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân đã xây dựng đền tưởng niệm liệt sĩ huyện Quảng Điền. Công trình này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đền liệt sĩ huyện Quảng Điền là công trình tiêu biểu của huyện, được xây dựng từ năm 2002. Tại đây ghi danh gần 2.500 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh sẽ không bao giờ phai trong lòng những người dân, vững chắc như tượng đài trong mấy thập kỷ vừa qua. Hôm nay, Liên đội trường Trung học Cơ sở Ngô Thế Lân đến đây xin được thắp lên nén nhang, bày tỏ sự tôn kính, lòng tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin được hát vang bài hát quốc ca, một giai điệu tự hào của đất nước Việt Nam.